晚啊，晚现上，在，nói phút trước现hay在，sao nhỉ? Nói giờ trước nhỉ? nói giờ Nhưng trước chị ạ? mà hiện tại trả晚晚上sang ba tẻ chiều phân chiều phân Hảo. Câu này bỏ qua câu này rồi nhé. Chuyển câu 3 thì san thí. trinh thiên chỉ khảo. Hôm nay là ngày mấy, ngày 4 em nhỉ? Hôm nay mùng 5 ạ. Chị Mùng 5. tên ú khảo. Ủ khảo, chín thiên ủ khảo. Ú khảo. Minh thiên. Xin Minh thiên. Minh thiên. Sự. xin chi À, chỉ xin chi chỉ. Minh thiên trinh si. Trinh si. Minh Trinh thiên si. sinh chi Minh thiên sinh chi liệu Minh Minh thiên thiên sinh sinh chi liệu. chi liệu Liệu. Minh thiên Tuệ, hôm tuệ, tuệ, hôm nay tuệ. đâu phải là hôm nay đâu phải thứ 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 bảy đâu Minh thiên, cú Minh sư. à à Minh Minh thiên là thiên ngày à mai, Chinh Minh thiên là hôm nay, Chúa thiên thiên là hôm qua. nỉ trinh niên nỉ trinh niên sứ tua ta lợ tua ta lợ tua Tua ta lợ ta là ta là tua ta lợ buổi chi nén sứ o sứ sự sứ sự sứ liệu suy nỉ tợ sông rự sự chỉ rê chỉ khảo của ta sinh nhật sư sứ duệ o sứ ba khảo Phê chẳng hảo. Ok, chuyển sang tech 2 luôn. Mình review lại như thế thôi. Tech 2, chương trình chỉ tẻ À, lắm. tech 2 nha. Là À, mình ok. À, nó là hoạt động thường ngày của mình đấy. À, ok, chị đọc giúp em nào. Ủa, Wow. chào sang liêu tẻn bàn chỉ choáng. Ủa, liêu tẻn san cửa chư chảo phan. Của chi tèn ý cửa trụy sang xuế. Ok, anh đọc lại nhá. Vâng Chinese ạ. này là gì xạ? Của chảo sang liêu chi tiện ban liêu tiện cái từ của em lại không nhớ là Bạn chỉ thoáng chỉ chỉ thoáng choáng chỉ choáng của liêu tiện san cửa san cửa cửa san cửa sang pan chư chưa chưa chư sang chưa sang vào pan chư chào dạo dạo chưa chào pan của chi tiền ý ý cửa cái gì sang xuyến chị sang xuế chuyển sang xuế chị chị sang xuế là đi học chị sang xuế của mân ba tiền sang cựa sang cửa sang cựa của mân xe ủ san tiền ban phang xuế Bác sĩ phang của Hoàng Sơn Hoàn sang chi tiền ban Chiếu tiền à chiếu tiền Chiếu ban tiền ban Chiều sự tưởng Cái từ gì này từ Đủ đi là ngủ đủ nhỉ không ạ Đi sự ngủ rồi sự Sợi sự Sợi sự Sợi 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 chẹo sợi Sợi chẹo sợi chẹo chẹo sợi Sợi chẹo Đúng rồi sợi chẹo Ok, chỉnh chi nhiên thống chế tạo sang tố bà. của mình ba tiếng sang cửa của mình sao sao ủy san Sa ủ san sa tiện ủ san tiền bạn phạm xuế
我晚上7:30，睡觉，九睡觉点，九点，9点半，睡觉，九10点。OK，那我们知道上班吗？你记得上班吗上？Minute，班，我去打完。OK，你知道了，好，OK，这样就行了，本来就是这样子，OK，那我们转到12课吧。Thì mình quay vào bài 12 luôn nhé. À, còn có một số bộ thủ. Có một Em dạy số một bộ số thủ. bộ thủ của bài 12 đi. Từ bộ thủ là khó học mà tra mạng không biết cái bộ thủ tiếng Việt đọc nó đọc tiếng Việt là gì ấy. Vâng, thế mình quay lại cái bài 12 về để tra lại bộ thủ nhá. Nhìn thấy là có một bộ bộ mấn là bộ bộ, bộ cửa còn chả biết là Đây, tiếng là gì. mình nhìn thấy chưa ạ? Thấy rồi em ạ. Đây, bộ đầu tiên này người ta gọi là bộ văn, nhưng mà ở đây đây thực ra là bộ bộ phộc ạ. Bộ phộc, vâng, bộ phộc thì cái cách viết từ ngày xưa là như này. Nhưng mà về sau thì nó chuyển sang chữ như thế này thôi. Nó là bộ phộc, nghĩa là một cái tay cầm cái que ấy, để đánh khẽ nhá. Vâng, đánh khẽ bộ phộc. Ở đây họ gọi là bộ văn, bộ viết ý. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì lại gọi là bộ phộc. Bộ phộc nghĩa là đánh khẽ. Ôi, chị tưởng bộ phục với bộ văn nó hơi khác nhau về, nhưng mà đây nó cũng là bộ nhân nằm xong là rời chị nét không Đây, chị? đây, đây mới là bộ văn này chị. Đây là bộ văn này. Nó khác mà. Nó Xong khác còn nhỉ. có một bộ là bộ truy nữa ạ. Bộ truy cũng như này, nhưng mà nó viết như này chị ạ. Nó viết kiểu liền như này ý, thì là bộ truy. Liền từ đầu. Vâng. Thì là bộ truy này là theo sau mà đến. Hoặc là Thế đi chậm. Hoặc là đi chậm. Cũng dễ nhầm đấy ạ. quá dễ nhầm luôn. Bộ văn thì là không, bộ văn thì cái nét rời hẳn, nét phẩy ở trên đầu. Đúng rồi. Ngày xưa bọn em học còn có bộ chỉ, thế nhưng mà bây giờ lên gõ ấy, Không bộ thấy chỉ đâu. hoặc là bộ truy thì nói chung là cũng vẫn là theo sau mà đến, Theo nhưng mà sau mà nó dễ nhầm lắm. bộ truy truy Vâng, bộ truy, bộ chỉ một số nơi gọi là bộ chỉ nữa. bộ Rồi, truy và thứ hai, tiếp theo bộ thứ hai ở đây người ta dịch là gì đây, ôn em không biết là gì. cú ấy, Dạ. nó giống là con cú ấy sao? À, nó là con cù đúng không? Nhưng mà gọi là bộ khiếm. Bộ khiếm á, Mình gọi là khiếm là liên quan đến bộ khiếm khiếm khuyết đi. à. Ngoài ra thì nó sẽ xuất hiện ở những cái chữ mà liên quan đến hơi thở ra của con người. Ví dụ như là hát ý, ca hát nó cũng có À, bộ. Đây. Đây là cưa, tràng cưa, tự cưa thì liên quan đến hát ý. Thì là nó cũng có bộ khiếm này, cưa này. Cưa là hát ý, tràng cưa thì nó cũng có bộ này. Hay là chữ sĩ khoan, chữ hoan khoan này này, sĩ khoan, trong chữ sĩ khoan thì cũng có bộ khiếm này. Nó như kiểu là thích đến chảy cả nước dãi ra ấy. ôi sao sao cái Dãi sao cái khoan, từ quan sĩ cơ quan sĩ quan và cái chữ từ sĩ khoan. cưa ghép lại cái này lại thành thành hát nhỉ, Vâng, tràng cưa, chẳng sĩ khoan. sĩ quan. Bộ này sẽ sử dụng nhiều. Bộ tiếp theo là bộ scholar. Đây thì bộ sĩ, đây là gọi là bộ sĩ. Sĩ điều, sĩ quan, sĩ điều. Sĩ ở đây là học sĩ, những người mà có tri thức thời phong kiến thì gọi là sĩ. Quan ạ. Không, quan khác, còn đây là sĩ, nhân sĩ, nhân sĩ giang hồ đúng không? Trong từ mà nhân sĩ giang hồ đúng không, là những người nói chung là có tri thức, có tài, là chữ sĩ này. Đây khác với bộ thổ. Bộ thổ đây, bộ thổ thì mình thấy là nó gì, cái ngang này nó dài hơn đúng không, ngang ở dưới dài hơn. Còn bộ sĩ thì sao?
Bổ sĩ thì cái ngang ở dưới ngắn hơn, để mình phân biệt Ừ. hai chữ khác nhau. Khác nhau giữa bộ thổ và bộ sĩ. Cái này hay nhầm phép nhỉ. Vâng. À, vừa nãy chị bảo đây là bộ gì nhỉ? Đâu. Bộ này, Ở bộ dưới. Bộ này. mấn ấy. Chị nhớ là bộ mấn thôi Đúng còn. rồi, mấn là môn, đúng rồi ạ. Cái cánh cửa. Đó. Trong cái từ mà. Từ từ ủa mân ấy là người dựa vào cánh cửa đấy. Đúng rồi, người dựa vào cánh cửa. Của mân là chúng tôi đúng không? Nỉ mân là các bạn. Thế sao người dựa thì dựa vào cánh cửa lại dịch ra là chúng tôi nhỉ? Mọi người tự suy diễn đi mà. Nhưng có một từ này rất hay nhé, từ từ về hưu là tuổi siêu ấy, từ siêu nó là chính là người ngồi dựa vào cái cây đấy, người dựa Đúng vào cái rồi. cây thì là gọi là về Đúng về rồi hưu ạ. thì làm vườn đấy, dựa vào cái Đúng cây thì rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp theo là cái bộ trúc ạ. Bộ trúc là đây là hình cái lá trúc thôi. Giống hình lá trúc không nhỉ? Đúng quá, còn gì đây là hình bộ trúc. Bộ trúc là bamboo, là bộ bộ trúc ạ. chúc. Bộ trúc thì sẽ liên quan đến Ô, bộ chúc viết thế nào nhỉ? Viết đây, phẩy 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 ngang chấm. phẩy ngang chấm, phẩy tận dưới luôn, qua luôn, ngang là bắt đầu từ giữa cái phẩy trở đi em. Vâng. Nhưng mà em học của một giáo sư thì họ bảo là hình lá trúc thì nó phải trúc xuống như này ý, chứ không phải là giống như chữ K. Bây giờ viết sai hết, ông ý phàn nàn ý, ông ý phàn nàn như thế. Cái này nó phải trúc xuống như này này, chứ không phải ngang như này đâu. Chút. Tại vì lá trúc bao giờ nó cũng có xu hướng là rủ xuống. Rồi. Tiếp theo là Như là bộ metal, là bộ kim. bột kim. Bộ kim liên quan đến kim loại. Những cái đồ bằng kim loại, ví dụ như là đồng hồ đúng không? Sấu pẹo. Sấu pẹo. Sổ, à, sổ chung hoặc là sổ chung đúng không? Sổ chung là cái đồng hồ đã. Sổ chung. Hoặc là chén. Chung này là liên quan đến tiền, tại vì là cái đồng hồ này thì là kim loại đúng không? Thì là cả bộ kim hoặc là chữ chén. Chữ chén là tiền, thì ngày xưa là Kinh tiền điển là làm, đúng rồi, làm bằng tiền kim kinh loại, cho nên là nó liên quan đến kim loại. Hoặc đây là chữ thỉa. Chữ này mình đang học đây là thỉa. Thỉa là sắt đấy. Sắt thì cũng là liên quan đến kim loại. Thúng, thúng là đồng ấy. đúng. Thúng là đồng. Đấy, cũng là kim loại. Chén. Nào, chúng mình ôn lại nào. Bộ đầu tiên là bộ gì đây ạ? Bộ phọc. Rồi, bộ phòng liên quan đến gì ạ? Đánh khẽ là cái đánh khẽ. Đúng rồi. Bộ gì đây? Bộ quyết. Bộ quyết à? Bộ khiếm. Khiếm, khiếm, kiếm Khiếm liên kiếm quan đến gì ạ? kiếm quyết. Kiếm quyết. Khiếm khuyết. Tiếp theo bộ gì đây? Bộ Rồi. sĩ. Môn. Bộ môn. Bộ món, mấn, môn. Môn, đúng rồi. Bộ trúc. Bộ Rồi. trúc. Rồi cái là bộ kim. Bộ kim. Rồi, ok, đúng rồi. À, bây giờ mình ôn lại các bộ nhá. À, mình có thể ghi vào trong vở cho nhanh, hoặc là mình ghi trên này. Ghi vào vở thì chụp ảnh giúp em nhé. Shelter là gì? Đấy là bộ mái nhà cho biết một cái à đấy, lịch phải đấy là bộ hang cơ nhỉ, cũng không phải cây là cho tôi Thì cứ hay kiểu dùng theo tiếng Việt cho nên là về sau mình lại không nhớ được cái shelter là gì. Ôi dồi ôi. bộ thực là chị quên rồi Sứ ấy. bộ nhưng mà chị quên cách nữa. Em nhìn lại.
Chị Kim Anh, anh viết đi anh. Em phải đi nhìn lại rồi em không nhớ. Bố túc là thế nào chị cũng quên rồi Bố đấy. túc là hình cái chân này chị. Nhưng mà quên cách viết rồi. Bộ đao dài thì biết. Bố túc đây. Bộ túc có giống cái bộ xước không? Ôi giời, xin lỗi. Bố túc đây. À, vũ vũ này. Shaft. Sao tôi là bổ nhiễm? Bổ nhiễm. Bổ nhiễm chị ạ. Đây là bộ nghiệm à? À bộ Sao này tơ là là bộ bổ nhiễm? nghiệm à, Bổ nghĩa là bộ như nào? nghiệm Đây nó là bổ nhiễm đây. à, bộ nghiệm thế còn bộ Bổ thực thì nó chỉ như này thôi. bộ Nó là quyền cái chữ này này. nào à. Này, bộ thực đây nhưng mà viết tắt là bộ thì nói là như này. Ai là mắt là mù đúng rồi. Út à, mộc à. Mộc thì nó chỉ có như này thôi. Thừa một nét. Nó không có cái này. Bộ foot là như này. Bộ túc à. Bộ Năm khuyển hai. là nghe nào Hit, hit, thôi hit. Không phải là hurt. hít Hit. à, đạt Bộ bốn cứu chấm, hỏa, bốn cứu chấm hỏa. hỏa. Cứu hỏa. Ok. Đúng rồi. Còn animal. Bộ animal là bộ Animal khuyển nhưng mà tự nhiên quên rồi đấy. là cái con chó phải không nhỉ? Cái Đúng rồi ạ. con bộ khuyển. Bộ Đây nó khuyển. như này. À, tuệ 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 tuệ. Đúng Trong rồi. tú sân trữ. Đây, Để tù sơn tử. Ok. Rồi, chúng mình review lại. Rồi, chúng mình sang bài mới của ngày hôm nay nhá. vậy. Khai xạ khai. Hai Khai trưa. khai trưa, khai Khai trưa, trưa. Chị tự viết được khai các nét trưa chứ? viết Có được cái. Vâng, mình có quyển vở tập viết, mình mang ra mình viết nhá. Khai trưa. khai trưa, khai trưa là mở cửa xe Khai trưa là lái xe. nói xe Driver car. Khai trưa. Khai trưa. Mình có quy tắc là ngang trước, sổ sau. Đây là mình sẽ viết hai ngang trước, xong rồi mình mới viết phẩy và sổ đúng không? Từ trên xuống dưới mình viết ngang trước nhá. Xong rồi mình viết phẩy ngang. Xong lại ngang tiếp rồi mới đến sổ cuối cùng. Đấy, sổ cuối cùng. Khai trưa. Khai trưa là lái xe. Khai trưa sang ban, buổi trước mình học rồi. Của bà sang khai trưa sang ban. Go to work, sang ban là một go to work. Chẩu lụ. lụ Chẩu là bộ chậu tẩu. lụ đi bộ Vâng, chẩu lụ là đi bộ đấy. Đây, chữ lu ở đây thì mình có bộ gì đây? Chữ lu ở đây mình có bộ gì đây ạ? À? Em vừa bảo là bộ gì? bộ đấy là bộ phòng Không. à, bộ đấy là bộ bộ đấy là cái bộ em nói là bộ gì nhỉ, Như bộ váy như truy, bộ truy, bộ chi, bộ truy theo sau mà đến. ô sao lại mình lại đọc là sảng pan này, Champagne.
tưởng là sang ban. Không, sang ban thành bốn mới thành một à? Sa ban Tuệ của ba bà khai trưa sang ban, của nhưng ba bản thân bạn cái từ khai sang đấy trưa là phải thành sang của cái ban. sang. Không, chữ sang này là thành bốn đấy ạ. Thế à? Thì Vâng. gọi là sang sang lũy, phải sang lũy à? Xa雨. Sang sang Xa雨. Chị nói là trời mưa sang à? không, chị nói là từ sang lũy. Sang lũy là buổi sáng đấy. À, sang ủ. Ừ, sang ủ. Thì phải, nếu mà nói đúng thì phải sang sang Vâng, đúng rồi, sang sang ủ. ủ sang Sang ủ. sang ủ. Dầu lưu là đi bộ. Của ma mà dầu lưu sang ban. Của ma mạ chỗ lũ sàng ban. Tuệ, chị Kim Anh đọc cho em nào. Của ba bà khai trưa sang bar, của ma mà dầu lưu sang bar. Của ba bạn khai trưa sàng ban. Của ma mạ khai Hay chưa? À khai chợ, đâu châu tẩu lụ, chẩu tẩu lụ, sàng chẩu ban, lụ. chẩu lũ sàng ban, Ok, chị xỉa. chẩu lũ sàng ban. Hả, ní xỉa quá là mà. Mấy hiệu chỗ đủ. Mình viết cái nét này nó cong cong như này thì trông chữ đẹp hơn ạ. Ừ. Công 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 chỗ đủ. Chỗ đủ có bút cầu này. Ừ. Đủ không. Mình tiếp nhé, là chùa xiao chưa. Chùa, chùa là hai người ngồi trên một cái gò đất đúng không? Hai bộ nhân ngồi trên một bộ thổ gọi là chùa. Xiao Chùa xiao. xiao 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 chưa. xiao chưa Đấy. ngồi chùa xiao chưa ngồi chùa xe. xiao chưa Chùa xiao chưa. Chùa xiao chưa. Ngồi xe của nhà trường, xe buýt của nhà trường. Chùa xiao chưa. Uống mẩy thiên. Mẩy thiên là hàng ngày, mỗi ngày. Uống mẩy thiên chùa. Xiao. Chùa xiao chương sang suối. Đây, sang xuế. Sang xuế là đi học. Mình Mình thiên. hơi giống trong cái từ Bảy Trinh hay là cái từ từ gì mà địa danh nhỉ? Sang Hải. Hải. Có vẻ chị nói là Sang Hải không? Đúng rồi. Thượng Hải. Ừ. Hải thì có Nó chữ mẩy và có thêm bộ thủy nữa là Sang Hải. Chị đi Sang Hải là mà, đi truy của Sang Hải mà. mấy hiểu à? Trương Oanh này. Trang Nhi đi truy của Sang Hải mà. Tuệ Ủa, truy của là của chi Sang Hải. đi truy Sang Hải Em cho bảo sớm mà. À, nói là em đi rồi, em đi Thượng Hải làm gì? em đi chơi ạ. Cái đợt À đấy đi đi theo công ty, đi đi gọi là đi nước ngoài đi du lịch ấy. thế à, chưa Vâng.旅游, Vâng. nhỉ suy Sang Hải, nhỉ suy Sang Hải lý do mà. Ừ, hả. Sang Hải, nhỉ suy sớm mà đi phang. À, nhỉ suy sớm mà đi phang. À, em đi những chỗ nào ở Thượng Hải? Em đi đến
cái bến Thượng Hải à, cái chỗ Sang bến Hải Than mà. à, với lại là cái một cái đền à, một cái chùa gì đấy cũng À, lâu rồi em cũng không nhớ lắm. à,是吧？啊，Sao谁去上海都在那个明珠塔打卡。Ai mà đến Thượng Hải cũng kiểu check in ở chỗ về bây Thượng Hải có cái tháp giờ Minh Châu đấy đúng không? đúng Xong rồi vào cái Uniqlo mua đồ. rồi. Không ạ, Có Huế vẻ mua có đi. rẻ hơn ở Việt Nam không em? Em không biết nhưng mà hồi đấy là Uniqlo chưa có Việt Nam nên là đoàn mà sang đấy bao giờ cũng sang Uniqlo mua đồ hết, tại vì nó cũng bình dân ý, Ừ, đúng. kiểu bình dân so với cái hàng hiệu của Trung Quốc thôi chứ em thấy cũng có rẻ đâu. Ở Trung Quốc à, ở Thượng Hải nó có cái siêu thị Costco ấy, chuyên bán các cái hàng hiệu, nhiều hàng từ siêu thị Costco. Nó là thương hiệu, thực ra nó là thương hàng thương hiệu nhưng mà bình dân. Ừ, hàng nếu mà thương siêu thị Costco là hay bán xỉ. Vâng đấy, bán sỉ bán lẻ cũng có nhưng mà kiểu mua đồ thì sale của nó ấy, thì dân Trung Quốc cũng xếp hàng ra mua xong rồi bán lại trên Taobao đấy chị. Thế Vâng, cái hồi bọn này em đi Trung Quốc bọn em cũng đi 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 kiểu đi triển lãm ấy, đi triển lãm thì cũng ra Tháp Minh Châu xong rồi đi ăn gọi là gì nhỉ, ăn cái tôm tôm màu đỏ đỏ của nó ấy, ăn ngon lắm, tôm hùm đất, tôm hùm tôm đất hùm. đấy, sa lúng, người ta gọi là sa lúng, ăn cả Nhưng mà con thấy ngon thật. em lại không thấy một khoái món đấy, em thấy nó toàn 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 gọi là vỏ thôi, bóc mãi được một tí. Ừ nhưng vị nó ngon. Xong cái rồi cái ăn. cái cân đấy thích lắm đấy chị Kim Anh ạ. Nhưng mà Thế em không, và cái đấy hình như nó xào với cả nước với bí đỏ tới sao xong á. rồi đi ăn hải tỷ lão. Hải tỷ lão là hải đế lao. Hải đế lao bây giờ Việt Nam cũng có rồi. Hải tỷ lão. Lẩu ạ. Ừ ăn Lẩu lẩu. Lẩu ở anh đấy thì gọi là cay vãi chưởng ấy. là Hả? Ok, ổn mình khai một chút. À, trang nhìn thường xuyên xem tú ý xa bà. của ba bạ khai trưa sang pan của ma mạ châu 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 chỗ lụ sang pan của mấy của úa mẩy thiên chùa xạ trưa sang xuế Xiao chưa sang xuế. xèo chưa sang xuế. Ok, bố xuất. Ok, chị chi nhiên thùng xuế bà. Của ba bạn khai chưa sẵn ban của ma mạ trầu lụ sẵn ban của mẩy then chùa xẻo chưa khai, sang xuế Ở chỗ này là khai khai trưa, hai thanh một, khai trưa không phải là khai trưa. Ủa khai bà khai trưa sảng ban khai của chưa ba bạn của ba bạn khai chưa sảng ban ok. Na nỉ cha ma nào, mạ nỉ cha the thành chậu viên tầm lụ mà truy sảng ban rồi sang xuế nào, thế các thành viên trong gia đình mình thì đi bằng phương tiện gì? Lý lão công tầm mà sang ban nào, chi nhiên thủ xuế. của lão cung chậu lụ sảng ban À, sư mà. Na nỉ tờ ta nà nở nà, ta tẩm mà sang xuế. xe máy là gì ừ, cô giáo Sang xuế. sang Cái gì nhỉ? nhưng mà xe máy Múa. là Múa thua chưa? Múa thua chưa? Tôi cho Múa thua chưa? của Ủa? tạ tạ nán nán ó của tạ nán ó múa thua chưa Chỉ sang múa thua khởi chưa sang xuế. chị múa thua chưa sang Chí, chí là lái xe. khởi Ủa muốn ta nà ở chí múa thua chưa sang xuế. Ủa tận nán ó chí múa thua chưa sang xuế Ừ, xe chẳng hả. cuối Na nỉ xẻo nán nà. ó chị chí múa thua chưa sảng ban Ừ,非常好。那静音同学，你家的成员怎么上班和上学呢？
Các thành viên trong gia đình mình đi làm với đi học bằng gì? Em à chị? Ừ. Chị Em cứ tưởng chị đang hỏi chị Kim Anh. Kim Anh hỏi xong rồi Ủa, mà. Còn ai nữa đâu? tợ lão cung chim múa thua chưa sảng pan. Ủa, búa rể. Ủa dẻ. Búa rể chim múa thua chưa sảng pan. Còn từ đi xe đạp em quên rồi. Chím tự xỉn chưa? Chí. Chí. Chí có bật hơi ra nhé. Chí. 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 Chí tự xỉn Ôi em chưa nghe cái sang gì đấy chú. các cụ mới. Chí này, múa thua chưa này. Ê. Chưa, múa thua chưa thì biết rồi. À, chỉ muốn thua chưa chị biết rồi à? À không, từ chưa thôi. Múa thua thì chị. Chỉ Múa muốn thua chưa này. Chí tự xỉn chưa? Đấy, chị có nhìn thấy chữ không? thần. Ừ, em phóng to lên một chút đi. Cái này em không biết phóng to lên. Thôi Em em viết lại nhá. kéo, ừ, em kéo cái, em kéo cái móc đấy cho nó to ra là nó tự chữ nó to. Thế à, đâu đây em xem nào. Em kích vào lại cái móc đấy đi. Thôi rồi em viết định được cho luyện chứ. Rồi nó mất học cái sinh móc. học sinh bảo cô giáo luyện chữ. Có chứ, phải luyện chữ chứ, mấy cái đồ này khó nhớ lắm chị ạ, em cũng hay quên lắm. Anh biết không, Vân nó trước nó học tiếng Trung mà trong trong mơ nó còn giơ tay lên nó viết đấy. Nhưng Cứ tưởng à. em biết trước rồi em quên sau. Vở vở tập viết của em viết hơi bị đầy đủ ấy, nhưng mà em vẫn chẳng nhớ gì. Thực ra nếu mà em học lại lần nữa thì em sẽ nhớ. Cái trò này khổ thế cơ ấy. Ôi em đi làm có bao giờ phải viết chữ đâu chị. Mấy chục năm em đi làm ấy. Ừ. Ngày nào cũng gọi là cãi nhau với bọn Trung Quốc ấy chị ạ. Tại vì là việc của em là BD ấy. Ừ. Việc của em là tất cả dự án có cái trục trặc gì là em đều phải xử lý hết. Bọn Ừ. dịch nó chỉ dịch thôi, còn em phải đi xử lý hết với cả bọn Trung Quốc nên ngày nào cũng phải cãi nhau chúng nó. Mà bọn đấy nó rất là nghe em ý, em nói chuyện kiểu ôn hòa lợi ích hai bên chứ không 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 phải là đứng về bên nào nên mình nói là bọn nó nghe lắm. Hôm nay chị gặp một đồng chí Đài Loan và một đồng chí phiên dịch, thì đồng chí phiên dịch cũng không biết viết đâu nhá. Rồi hắn bảo là em tự học, em chắc là cũng có cả sang đài nữa, nhưng mà hắn tự nghe phim ấy. Khuyên chị là về tối nay chị phải cày phim đi. Thì tôi gửi Đúng link rồi. với chị cày phim. Đúng rồi Thì chị đấy, chị đọc ạ. lại cái từ đi xe đạp của em với. Chí tự xỉn chưa? Chí sự Xỉn xính. chưa? Ở trong em bảo chuyện với cả bọn bọn Trung Quốc bảo là kiếp tao dạy về học sinh mà học sinh của tao chẳng nhớ từ gì cả, xong là con ngạc nhiên là tao tưởng bây giờ gõ chữ rồi chúng mày còn biết làm cái gì nữa. Chí tự xỉn chưa? Chí múa thua chưa? Thôi em gửi cho mọi người bộ sâu câu để về mọi người dịch xong à, mọi người tập gõ chữ ý, xong mọi người tự học cho nó vui nhá. Vâng, Gõ rồi, chí chị biết gõ xí rồi à? chị đã cài app rồi, gõ rồi. Tự À thế à, xính thế thì chưa, nhanh lắm. Chí múa thua chưa? Thua này chí là thanh chưa, một nhá, chí múa múa là thua thanh chưa. hai, múa thua chưa, chí là thanh hai, tự xỉn chưa? Của tợ nắng ớ chí chữ xính chưa. Nhưng mà chị cần cái Của bù tợ. gõ của chính Google luôn ấy, cho nên là nó không phải xịn lắm. À thế à? Thế em gửi cho chị sâu câu nó tiện lắm. Cho chị sâu câu đi, chị xuất mạng sâu câu không ra. À em chị phải vào bài tu xong rồi chị gõ sâu câu nó mới ra. Còn chị gõ Đúng Google thì nó lại rồi. không ra xịn đâu. Tất cả những thông tin đến Trung Quốc thì chị thay bằng chị tìm bằng Google thì chị hãy dùng bằng bài tu. Phải tu Google Trung Quốc, Chinese Google. Tuệ. Trung Quốc sư phong bì tờ sư trảo. Facebook, Cửu Cơ, tấn tẩn, tham ẩn tâu phong bị. Trung Quốc là một cái đất nước nó kiểu
phong tỏa tất cả các cái thể loại từ bên ngoài ấy, để là tự phát triển sản phẩm trong nước. Từ Facebook đến Google đến Instagram thì nó đều cấm hết. Đúng không? Nhưng mà Ok. nó cũng phát triển à? Quá phát triển. Ok, ổn mân tú ý xa bà. Châu Châu lụ. lụ, chổ lụ. Đi bộ. Sang. Sang xuế, sang xuế, sang Sang xuế. xuế. Sang sang xuế, sang xuế. Xe. Xeo chưa? Xiao Xeo. chưa? Xeo chưa? Sang. Sang ban. Sang. Sang ban. Sang ban. Ban. Khai chưa? Khai chưa? Mày Mẩy chiên. chỉ Chỉ choáng. sang sang khưa Sang sang khưa khựa. sang khưa Sang khựa. Đấy. Sang khựa với sang xuế là như nhau đúng không ạ? À, sang khưa là vào bài rồi, còn sang xuế là đi học. Sang khựa. Gọi là vào lớp. Chào Chào khoan. chào Phan. Khoan Phan xuế. Phan xuế cũng là tan học. Sủi chẹo. Sủi chẹo. Tuệ. Xuôi chẹo. Em Xuôi thấy có chẹo. nhiều người cứ đọc sủi treo với à cái gì đó ấy, nhưng mà đọc chính là phải là sủi Xuôi chẹo. sang ủ Sang ủ. sang Sang. ủ Sang ủ. Sang ủ. chào sang Chào chào sang sang. Chào sang. chung Chúc ủ ngủ. sang Xiao ngủ. ủ Quản Quảng sang. sang. Quảng sang. Ok. Quản sang. Bây giờ mình lấy vở ra mình là bài nghe. Gần đến 9 giờ thì các chị bảo em nhé, tại ở đây em không nhìn thấy giờ. Để mình phân biệt ang, ân, nghiêng, ung nhé. Ang, yên, ung. Mình được, được chưa ạ? Năm bao Lesson nhiêu? 12. Lesson. Text 2. Ôi, mình học hai lesson 15 là hết quyển này đấy. Nhanh nhỉ? Chưa Nhanh. test có hết không nhỉ chị? Chị không biết. Lớp mình học nhanh thật đấy. Học nhanh thế, chẳng nào em học dốt thế. Ô càng học thì càng thấy gặp nhiều từ và nó lặp lại ấy, là mình tự nhiên lại nhiều đấy. Nên là càng học càng giỏi, không sợ là càng học càng dốt đâu. Không, với lại ví dụ như là nhớ viết với nhớ thì em chịu khó phải mỗi ngày nhìn lại một tí cơ anh ạ. Nhưng còn tập viết cũng xong quên. Nhưng mà cái quyển bài tập ấy là nó có nhắc lại nó theo một cái lộ trình nhắc lại cũng nhớ được đấy. Chịu khó làm Vâng. thử bài tập ấy. Đúng rồi, cứ làm bài tập là sẽ nhớ, chả có cách nào đâu. Mà nó là cách dễ nhất đấy. Mình mở trang 89 nhá. Trang 89 bài 5 8 ạ. à, đây ok pinyin Pinyin, listener tuệ. Sửa pinyin. À, của mình sẽ. Bây giờ người ta sẽ bắt mình phải điền tất cả ấy, cả thanh mẫu, vận mẫu và cả dấu. Chứ không như ngày xưa là chỉ điền thanh mẫu hoặc vận mẫu hoặc là dấu, đúng không? gửi hết Vâng. y sang à. Chừng. Ừ. San. Xing. Xiang. Sự. Song. Ủ Thắng Liệu Cơn Chị Tiếng ba dùng Dùng
Mình nghe lại nhé. Ủ Phẳng Sao lại bắt đầu từ thắng? À, sai là gì Y sao? Sang Sao? Chừng Trắng. Trắng. san xing Xiang. si song Xong. Xong. wu pang 糖，六更七顶八用。Rồi, ok, mình Y sửa nhá. Sang. sang Sang. nhìn trắng ở bên này cơ, Trắng, chỗ này có bật hơi ra này. Trắng. trắng Trắng. Trắng. trắng lại bị trắng 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 Đó, mình thấy có trắng nó bật hơi ra mà. Trắng, trắng thì là trắng trắng. Trắng trắng thì mình là ZH. Thế là trắng, trắng, trắng. san Trắng. Trắng. xiềng Xiềng, đúng xiềng rồi. sống sự sông Sông. sông sống ủ pang Thắng. pang liệu cơn Cân đúng rồi, thắng đúng rồi, xung cũng đúng rồi, tỉnh tiếng tiếng tiện mới dùng thế thì chi dễ nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt câu về các từ này, bây giờ mình chép vào trong vở, xong chút nữa mình đọc cho em nhé. Mình làm vào vở khoảng mấy phút đi để mình tập viết. Sổ lu sang ban xiao chưa sang xuế, ba bạn khai trưa,早上起床，我们上学，晚上睡觉。Đang phủ ăn xem thế là xong unit 1, text 1 rồi đây.
Buổi sau mình học tích 2. Được chưa ạ? À? Xong chưa để mình chữa bài nào? Biết thì chưa xong đâu, nhưng mà tôi cho đặt câu luôn được. Ok, thế mình chữa Nhưng mà bài nhá. 19 giờ có lớp khác. Nào, chỗ lu sang pan nào. Của tờ Lào Cung trổ lụ sẵn ba. Ủa. Của chỗ lu sẵn ba. Thợ. Của tờ Lào Cung. Lão cung. Mình thêm chữ mẩy thiên đi. Mẩy thiên. Của tờ Lào Lão Cung. cung mẩy thiên. Cho câu của mình hay hơn. Câu mình càng được mở rộng hơn thì càng tốt nhé. Mẩy thiên. Thêm những cái từ mình biết đi. Mẩy thiên chảo sang nhá. Mình thêm chảo sang. Mình càng thêm nhiều từ thì điểm cảm của mình càng cao ấy. Và họ ví dụ thi HSK ấy, càng được điểm cao. Ủa, tớ lão cũng mẩy thiên chảo sang. Ví dụ như là chi tiền bạn. Mình mở rộng thêm được đến như này cơ mà. Để học rồi đúng không? Chi tiền Chi tiền bạc bạn nào không? sang bạn. Đấy. Câu của mình mở rộng như này thì điểm sẽ được cao hơn. Đó. Xào chưa sang xế cũng tương tự như thế. Thì ủa. Và tự sẻo nán ó mỉ chen Ủa truy. tự xào. Nán. Mẹ thiên. Mỉ chen trượt. Trượt không Chùa. trượt trưa. Chùa xào chưa tuổi bà. Trượt sẻo trưa tuổi. Xào. Chưa. Sang xuế. Mình cái này cong lên như này thì sẽ đẹp hơn. Sang xuế. Ba bà khai chưa. Chẳng mà xua nào. Của ba ba mấy Ủa. thiên Ủa. bạn chưa Ba bạn. một tiền ba tiền à ba Mẩy tiền thiên. Mẩy thiên. mấy thiên chi tiền Chảo sang. lão sang chi tiền ai chưa sang bên Chi tiền. Bạn tuổi bà. của ba Khai bạn chưa. sẵn bên Sang bar. sẵn Sang bao thì hình như chi là họ biết như này. tiền早上起床。của我。每天我每天上班。早上，中早上早6点起床，六点起起床，床，给、okay, 我们上学呢，我我们。们7点早上7点半。我上们每每天天每天呢、啊？不对，每每天天星每期天日，哎那么星期日我不去去上学。我每天好了，我们星期日不上学，不上非常好。学。我们每周日。Mấy châu rư là hàng ngày hàng Mấy mông không chủ nhật hàng tuần. Mấy trâu. Mình còn có sinh chi nhưng mà mình còn có từ trâu. Mấy châu trâu. Mấy trâu là mấy trâu rư châu là chủ nhật hàng tuần đúng không? châu châu Ủa. Sang. sang sui sui Xuế. Em rất thích những câu như này. Bản sang xuế chào nào. sang
我每天我每天11点11点，晚我上每天晚上啊，晚上我每天晚上上十一有点一晚上睡觉11点睡觉。睡觉。老公每天早上7点半睡觉，也就睡那个上 S 班，班。他可读奶奶的。睡觉，哎，这三个。睡觉，我的老公我每给给那，天早上七给那点 em gửi vào chat cho lớp mình nhá。em gửi về chat đi Rồi. cho mọi người thấy rồi. 9 giờ rồi. 9 giờ rồi. Vâng. Ok. Mình chép vào vở xong rồi mình gửi lại cho em chụp ảnh gửi lại cho em bài này nhá để em kiểm tra nét đúng chưa nhá. Vâng ạ. Ok, thủ chuyển bên dây chuyền. Lão sư, tới chuyện. Discard em gửi vào chat bây giờ. Yes. Bài tập về nhà là mình sẽ hoàn thành text 1 của lesson 12 nhá. Vâng ạ. Và cái bài viết này nữa nha. Vâng ạ. Ok, thủ chuyển bên dây chuyền. Em Lão tắt sư chơi chuyện. màn hình đây để gửi màn hình ghi cho lớp ạ. Ok. Bye bye. Bye. Bye chị.